Lấy những chỗ đó topic mới tiết cứ storage system expansion method. Tại vì thì sai cái để dựng ai expand storage system dựng bàn. Giúp bên này để dựng dây expansion dựng ra dụng bị bị cứ scale up hay nâng scale out. Chúng biết thà scale up bàn này thà chia vertical expansion. Chúng vertical expansion we could chia expansion đàn dựng time divide nơi khăn existing appliance rồi có existing box. Ủa thì hồi đây dùng time controller enclosure anh ấy cứ scale up ấy. Scale up. Scale up bằng này thật chứ vertical expansion. Nhưng chưa tha bởi dân chỉ dùng thuê nó không càng nghiệp tốt và hãy chỉ chụp vertical expansion chứ ra chứ scale out rồi có horizontal expansion. Đã dài cái horizontal expansion vì ta đã tính ủng hộ chứ ra nè. Chúng tôi dùng chụp project thông thông và dùng ai từng bán đã bởi dân chỉ nhóm cứ nhóm chụp tại đi chẳng biết là để dùng chọn to scale cứ dùng to vertical expansion chẳng bố storage specifically chẳng dùng miền storage controller đã storage controller nó bên là để dùng chọn scale up cứ dùng add this enclosure bên là để dùng the add this enclosure cứ dùng ai connect the enclosure cho storage controller đòi bà mini SAS rồi có RDMA thì có PCIe cho những ai thứ vertical expansion bạn. Chứ là vertical expansion tạm bất kỳ hai quý thật chứ traditional đấy. Say được cái recommend cứ scale out. Nhưng chỉ tụ tớ scale up architecture vì at the table vì cứ bị simple vì ở tất cả reconfigure cho ra đồ scale up architecture. Vẫn tại disadvantage vì cứ tha dương bộ bạc bên này đã đầm ra cả những cái này thôm tới resource cái này si tràn tới we đang reach bottleneck này với bên này để time line controller này bị tụt ắt bài này chứ bây giờ chọn ở capacity robot bên này là computing capacity robot storage controller này bị I handle bán tôi để dùng full scale out chứ này cứ chỉ horizontal expansion. Chứ horizontal expansion bạn này thay dương expansion cứ dương time story controller. Chứ không gọi này đi bạn này thay dương time story controller. Cái này bên ta khi ta bên này dương time story controller recommended cứ dương trâu khăn là cho switch fabric. Switch fabric cái này đi cứ switch thông đá đi switch layer 2 thông đá bên tay with support low latency. Chứ không gọi này nữa dương add controller per time đồng bấy scale out service bởi dương nâng chỉ horizontal expansion chứ horizontal expansion architecture vì như bạn dễ dàng add controller time chứ vì scalable chiến scale up architecture bản thân chỉ business nâng cứ mù lươn đồng bấy cả chẳng còn bản thân disadvantage bởi vì như bạn dễ dàng vì complex để xa vì mình software mình manage ý với đình complex chiến scale up với tới cả IP planning ấy đảm bảo connect IP này chỗ này. Chứ bên này để dành cho scale up để nhóm bạn lực lượng hàng đám chúng ta tìm mối nhóm kết thả most likely net off này bên này để thua scale up most likely nên chụp mini SAS port. Chứ bên này để dành connect controller tới SAS disenclosure rồi bỏ hallway chúng ta connect cho mini SAS port chứ như tôi ta đi cứ chỉ build in port đại dương tinh máu chỉ tôi ta đừng đập miền này ấy và ta ai ở miền này cái này anh ấy dương đạp vào thay một tí anh ấy bây dương tính dương configure dương tôi đạp viết và ta chỉ luôn cứ bên miền và phần này miền bốn port mà port cứ bị ai support đó từ đập mũi đập pi gig dương bốn port connector chỉ loop với support bàn size dùm bảy chỉ tôi tới không mà loop min recommendation đối bàn lực lang hàng không mê riêng muốn đối chia mà rồi mà phải vòng bảy nhưng mà chưa đi không mà loop vì nó cứ support màn đi cho nên không cả này nó cứ như ai expand đòi bra bra mini support hai bên này dùng connect according to recommendation vì Huawei document cứ dùng ai provision đi nó cho thằng nông đi bàn này chỉ lúc mà nó bên này dùng thử tốt dân đào tới với score đi đường mòn, bây giờ đào khó về score lên,
bên này dân đó tra recommendation chỉ loop đôi đã dân khơi nâng rù khả này chứ bên đó tới à đi nó không disenclosure disenclosure zero disenclosure tìm mùi nâng cứ viên nâng chỗ tức khả controller bây dân lọc chỗ nâng management interface web interface nâng dân nâng khơi tham biến đi nó không disenclosure mùi tế bên này dân pra chỉ smart disenclosure rồi có dân pra NVMe base dân đang thả NVMe là bươn lươn chẳng bên này dùng mini SAS via bottleneck dân technology that carry NVMe command nóng rụp hiếp ní nhưng cái đó phải chỉ ODMA phần tại vì ai chỉ technology xếng đôi PCIe scale out rồi có infinite band cho nên nóng cả này ní nhưng cái thật đôi à khi này đã thế có bản thân đi nhưng mà thua chụp nóng cả nghiệp bật đi có thể nhưng cái thật bên này đã expand cứ việc đôi chỉ mỗi nâng anh đi đây bây giờ đào tới không lúc cứ về nâng provision đi thằng on cho được không controller thục chỉ tôi tới bên này để dân chọn scale out cứ dân main time disenclosure để dân bằng khơi cái này nè bên này để dân chọn scale out configuration complexity với miền tận tham năng bên này để nâng không small enterprise khi recommend ao to IP scale out chẳng bên ta dùng miền storage đa bản thân thì dùng miền storage appliance P dùng direct connect rồi có point to point đồng bày to IP scale out và tại bên này dùng miền controller can để chán dùng ai connect to switch fabric đồng bày to scale out nếu có mid range enterprise có cái recommend ao para IP scale out đấy chẳng bên ta command đồng off cứ ai write cho được IP hay đang IP scale out nhưng bạn tiên bị mồ đấy ta viên ảnh encapsulate IO command cho được nông TCP IP stack high transfer với on the top of network trên technology để ai thơ bộ ảnh bán mình được chỉ ai mình được chỉ ai SCSI mình được chỉ remote ODMA để dùng bạn talk khá khá hay bị mồ và tại nước nông large enterprise đại sao tại bandwidth requirement thông khăn chương IP scale out cứ bị out support latency requirement out support bandwidth requirement rồi có scalability requirement rồi bỏ large enterprise à large enterprise này bản thân chỉ dân dễ à storage à thông thông vậy chứ à storage thông thông nâng ban support PCIe scale out chương PCIe scale out vì miền port PCIe với đồng bày đạo direct chỉ mỗi nâng storage kia vậy nữa đồng bày thử PCIe scale out và tại most likely nhưng chưa thay kia dưỡng và dân chỉ không cả này đại chủ project thử scale out cứ nhưng cái thay nâng thử mỗi này chỉ đang chính gì entry level chứ những ai thử PC những ai thử IP scale out chỉ nên cái chỉ scale out technology đã prapra đã hồi system đối với bản thông chứng những ngày scale out prapra PCIe phần tai xung đáp tại very large enterprise dương ai prapra infinite band but then most likely cứ dương bộ on nó cứ run on the top of bộ này hay về trong cái cứ run on the top of ethernet trên cái nông cái này còn layer để cái đặt thế về miền physical miền network miền transport layer nó cái nông OSI model đã support đòi OceanStor operating system. Nếu cứ chia connection, bên này dùng chọn scale out, chọn scale out dùng connect P controller box cho cái này. Hay nếu cứ chia connection recommendation, nếu không cả này ní, đòi ra tại vì connect chỉ point to point, chọn ở trong bài connect cho switch fabric. Bởi vì mình tập P controller, chọn vì ai connect cho cái này bạn. Vẫn tại dùng mình chạp bị bay box lang tới, dùng cua tay nên mình cua tay dân trơ tay còn là cho switch fabric dân còn là cho switch thường mấy ai ở port đó này là cái hai smart IO port đó ai còn là score này bán chứng dân ai còn là via chỗ này hay control đó anh này thôi chứng là bên này dân còn là via chỗ chứng ban này tham việc work mũi kia chứng là dân mình lên miếng controller tại mũi là dân miếng controller đó tập pi và tại mỗi mỗi về dual controller không
chẳng hạn connection bởi vì tôi đã follow Huawei recommendation nơi cái nông documentation bởi vì chẳng hạn bên này dừng scale out dừng bởi có chỉ miễn engine chả này chẳng thật ta local write process vì dạng mấy chẳng hạn local write process cứ server nâng bởi có chỉ write data tờ cái này nào mùi chẳng hạn operation tìm mùi ATP vì thật ca write data cho tờ cái nông engine zero chẳng kì hai vì thật chỉ local write process chẳng hạn engine zero bên này đã là chúng dịch bỏ lại lên tí nó không chúng ta tìm mũi à host nâng viết write io cho thằng nông engine zero nó bên là để engine zero viết write data nâng cho thằng nông cache bộ viết chứ những đơn này thằng nông đi bên là để engine zero nâng work chỉ mũi nâng host cứ bị dọc front end port viết từ work chỉ mũi nâng host trong cái đó io operation bên là để viết write cho enclosure cứ viết từ tay write data nâng cho tới local cache muốn nâng chlong từ đó CPU chế bên này để viết write cho local cache nâng hay we return message một we return message tới a host này tha write nó successfully với dương mà discuss hay tha viết nâng write cho cache đảm bấy cùng mọi latency nâng cấp và tỏ mới tiết là cache nâng communicate với CPU write cho backend hay mà write cho đi và tỏ tiết chế bên này để viết write cho cache hay viết nâng reply tới bên ta successfully vì prap host ta vì right successfully anh ấy cứ chia process to tiếp vì right chỗ đi anh ấy nó không cả này đã lan anh lịch buồn lịch prap đi nó không cả này đã lan nó vì ở nơi không engine đi mồi nữa cho mà đây ta lan nó cứ bên nơi không remote device ô thì họ ta à mùi đi we lâu đi hết lan này đi ủa thì ta à công tơ đi bên này đã bị à sai lan cứ lan nó ở nơi không đi phần tái chạy đòn đấy IO record viết bọc máu engine zero cho bên này đã bọc máu engine zero detect ta lan nó ở nơi bị viết thế bản thân chỉ viết chỉ remote cái hai cái chia remote device chẳng vì ai run request ở mỗi ní detector vì lan nó không biết gì nữa reply tới mình với anh ấy dùng miền controller cho anh chẳng vì ai communicate talk rồi không tới mình mà bạn mấy nó như ban gì pi local write process đại process nó tham bất dư mà toàn dễ đi có việc nghỉ vô đấy local right process bên này thật lan bên này lại đi đôi giả tìm mùi tìm bì tìm bầy những lan bên này nâng hơi dân request engine mùi nâng bên này có một tí hoa đi nâng local right process chẳng bên này thật lan bên này có một engine zero và ta dân request máu engine P chứ engine P vì đang thật ở lan nâng có một engine zero chẳng vì đang redirect IO request nâng tới engine zero hỏi về đi bệnh chẳng bên nào engine zero write cho cache hay về những feedback từ engine 2 hay engine 2 có feedback từ host bên ta write successfully chẳng bên nào đều về nan local write process cứ về tới communicate chỉ inter controller nếu không read process với sự điện chung với những write process đấy chúng bên đã dùng read nó trong engine zero highland thật nó trong engine zero chúng bên đã write cho cache hay với những feedback từ hosting ta vi write successfully chúng vi ai bắt to progress bởi vi write pi CPU cho backend port cho đi tạm đó mỗi thứ chúng mình non local đôi biên bản gì cái này thằng lan nấng bên này để bị chọn sai lan nấng virai cho engine p với những trường hợp bên này để dùng miếng controller chia ra chứ pad robot anh ấy có trường miếng chia ra này cho nên con server này bản thân chỉ pad bộ vía một lan miếng chia ra này dù miếng đó từ đọc pad chia nó không cần này cho nên không đọc pad thì tôi tới dùng
trở ra multi-part software. Vì ai chia sẻ party software rồi có Huawei cái hai Huawei Ultrapad. Chẳng là software này vì ai prap anh đi ơi đăng tha là năng lần na cái lại na cu tới nằm bay load balance này chẳng với cái này nó cứ trở ra multi-part này đó là part vị trí trên cái local write process nan local đối kia vi write cho ATP ATP đang thằn lằn trong engine zero vi bỏ IO require trong engine zero write vi front end cho cache hay vi send back the engine 2 send back the host main tha process này successful đấy trên này cứ local read hay là write process local hay là nan local nơi trong inter controller operation. Chẳng lẽ dương ban chọc part 2 ấy.